Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp ban tổ chức vào sáng ngày 6 tháng 8, tại Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Hùng Tráng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, phó trưởng ban thường trực tổ chức lễ hội cá tra Việt Nam lần thứ nhất đã thông tin sự kiện này sẽ được diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại quảng trường tượng đài cá tra thị xã Hồng Ngự. Lễ hội được tổ chức khá quy mô để khẳng định giá trị tuyệt đối của con cá tra Việt Nam với bạn bè cộng đồng quốc tế. Do đó, sẽ bao gồm hai phần: lễ và hội. Hội chợ thương mại xuất nhập khẩu Việt Nam Campuchia có quy mô hơn 200 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày các sản phẩm đặc thù của từng vùng miền. Bên cạnh đó, để tạo điểm nhấn cho lễ hội là hội thi ẩm thực có nguyên liệu chế biến chủ yếu là con cá tra. Dự kiến cuộc thi tại ẩm thực lần này sẽ có 30 đội đến từ các nhà hàng khách sạn nổi tiếng ở khắp nơi. Điều kiện đặt ra cho các đội là họ sẽ chế biến hai món ăn dân gian và hiện đại. Bên cạnh những phần lễ là phần hội của những buổi tọa đàm, hội thảo có liên quan đến thị trường giá trị chuyên sâu của con cá tra, đặc biệt là buổi lễ tôn vinh những cá nhân và tập thể đã đóng góp vào thành tựu duy trì phát triển thương hiệu Bagasuit của Việt Nam. Tham gia vào lễ hội cá tra Việt Nam lần thứ nhất tại Hồng Ngự có sự góp mặt của các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong cả nước, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra. Tập đoàn Sao Mai là nhà tài trợ chính cho lễ hội sẽ đồng hành cùng với ban tổ chức là tỉnh quỹ, quỹ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng Hiệp hội Cá tra Việt Nam làm nên những thành công ấn tượng. Bên cạnh những sản phẩm rất quen thuộc từ con cá tra cho thị trường trong và ngoài nước, thì các doanh nghiệp còn mang đến cho lễ hội những thành tựu khoa học để phát triển con cá tra. Và Granny, dầu ăn cao cấp 100% từ cá cho đến nay vẫn là sản phẩm khác biệt và độc tôn của ngành hàng thủy sản nói chung và cá tra nói riêng. Lễ hội cá tra Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại thị xã Hồng Ngự sẽ có số lượng khách mời lên đến khoảng 700 khách đến từ các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành, các đại sứ quán và hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Được biết thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp được mệnh danh là thủ phủ con cá tra Việt Nam. Nơi đây có bề dày truyền thống nuôi trồng loại thủy sản này chiếm 70% tổng sản lượng sản xuất cá tra thương mại. Trong đó, tổng sản lượng năm 2018 là 1,42 triệu tấn, riêng Hồng Ngự chiếm gần 1 triệu tấn.